Đây là cách để dành tiền rất là hữu ích, bởi vì tiền xài bao nhiêu cũng hết, thì thôi gì mình xài hết, mình lấy ra một ít đóng vô để lo khẩu sự sau này. Có như 250 mà nó có mất đâu, thì 10 năm sau mình cancel ra thì mình vẫn lấy số tiền mỗi tháng mình đóng 250 và mình được cái tiền lời nữa. Nó giống như bỏ ống thôi, vậy thay vì mình bỏ nhà băng. Bỏ nhà băng vô thì 15 năm sau 250 cũng đâu có bao nhiêu đâu. Đó, mà cái tiền lời mình phải đóng thế nữa. Thì cái đó là mình nên khuyên các bạn có life insurance để có được số tiền lo lắng cái những cái gì mình muốn làm, thì cái gì chút mình để lại hoặc là bớt gánh nặng đi cho gia đình. Cái văn phòng của Tinmec Insurance này á, là mấy đứa em nó rất là dễ thương, nó nhiệt tình lắm. Mình thắc mắc cái gì mình gọi bất cứ lúc nào nó cũng niềm nở và trả lời cho mình lắm. Thì chị cảm thấy đây là một công ty, không phải là công ty ma. Đây là một công ty có uy tín.